thứ nhất, Đức Giêsu bị kết án. Đám đông la to, hãy đóng đinh nó vào thập giá. Với dịch bệnh, Thiên Chúa không bao giờ kết án trừng phạt con người, vì Ngài là tình yêu. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng kết tội lẫn nhau, đừng kỳ thị người bệnh. Amen. Trận thứ hai, Đức Giêsu vác thánh giá, người tự mình vác lấy thập giá, đi đến một nơi gọi là đồi sọ. Có biết bao gánh nặng Chúa đang cùng vác với con người trong lần đại dịch này. Lạy Chúa, nhân loại đang gánh chịu nhiều đau thương, xin cho chúng con biết đón nhận thánh giá trong bình an. Thứ ba, Đức Giêsu ngã lần thứ nhất. Chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Chúng ta đã thấy nhiều người ngã quỵ trên đường phố, trong bệnh viện, nơi nhà hỏa táng. Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng mất hy vọng. Vì virus COVID-19 có mạnh đến đâu, với Chúa chúng con tiếp tục hành trình. Trạm thứ tư, Đức Giêsu gặp Đức Mẹ. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Trong dịch bệnh, có nhiều cuộc gặp qua online, gặp để chữa trị, gặp để an ủi, và có những lần gặp sau cùng. Lạy mẹ Maria, xin mẹ nài xin giúp chúng con để dịch bệnh sớm chấm dứt và thế giới được bình an. Trạm thứ năm, Đức Giêsu được ông Simon giúp đỡ. Chúng bắt ông bác thập giá đỡ Đức Giêsu. Trong dịch bệnh, có biết bao người chung sức hỗ trợ lẫn nhau, nơi gia đình, cộng đoàn, giáo xứ, trong bệnh viện và ở mỗi quốc gia. Lạy Chúa, xin cho tâm hồn chúng con quảng đại hơn, nhiều lòng trắc ẩn để hướng về nhau. Chẳng thứ sáu, Đức Giêsu gặp bà Veronica. Tôi tới Ngài đây, xin đừng giận mà đùn rẫy. Chính Ngài là đứng phù trợ con. Nhân viên y tế luôn gần kề các bệnh nhân. Họ muốn cứu sống nhiều người. Các bệnh nhân cần sự trợ giúp y tế. Xin Chúa đồng hành với các y bác sĩ. Xin ban cho họ sức khỏe, bình an và lòng trắc ẩn. Trạm thứ bảy, Đức Giêsu ngã lần thứ hai. Người dẫn tôi bắt tôi lần bước trong tối tăm, không ánh sáng soi đường. Khi bệnh nhân qua đời vì COVID-19, người nhà họ cũng đau lòng ngã quỵ. Lạy Chúa, xin giúp chúng con đi tiếp trong tin tưởng và hy vọng, vì phía trước là ánh sáng phục sinh. Trạm thứ 8, Đức Giêsu gặp các phụ nữ ở Jerusalem. Đi theo người có đám đông dân chúng cùng phụ nữ. Khi nhà thờ phải đóng cửa, Chúa đã đến với từng gia đình nơi thánh lễ online. Khi không được xưng tội trực tiếp, Chúa đã đến giao hòa với hữu nhân. Chúa muốn an ủi chúng con. Lạy Chúa Giêsu, chưa khi nào chúng con cần Chúa như lúc này. Dịch càng lan nhanh, chúng con càng cần chạy đến với Chúa. Gặp được Ngài và để Ngài gặp, đó là cơ hội cho chúng con. Amen. Trạm thứ 9, Đức Giêsu ngã lần thứ 3. Đức Chúa chẳng bỏ rơi mãi mãi, có làm khổ người cũng xót thương, vì người vốn từ bi càng cả. Ổ dịch COVID-19 bùng phát lần lượt ở nhiều nơi. Theo đó, chúng ta hy vọng rồi lại lo lắng. Cũng như Đức Giêsu lúc này, chúng ta thực sự sắp mệt mỏi và kiệt sức. Chúa đã gượng dậy đi tiếp
để chúng ta cũng không bỏ cuộc. Lạy Chúa, xin cho các nhà khoa học sớm tìm ra phương thuốc chữa trị. Xin gửi những phép lạ của Ngài đến nơi những phác đồ điều trị. Chương thứ 10, Đức Giêsu bị lột áo. Đóng đinh người và đọc giá xong, chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, rồi chúng ngồi đó mà canh giữ người. Với virus corona, nhân loại bị lột trần nhiều sự thật. Con người mỏng giòn, hữu hạn, ngôi nhà chung bị ô nhiễm, lòng người vô cảm và khoa học vẫn không toàn năng. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra chỗ đứng của mình trong công trình sáng tạo. Xin giúp chúng con biết tựa nhờ nơi Ngài. Chương thứ 11, Đức Giêsu chịu đóng đinh. Phía trên đầu người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: Người này là Giêsu, vua dân Do Thái. Trong đại dịch, nhiều người hỏi Chúa ở đâu? Tại sao Ngài im lặng? Vâng, Thiên Chúa ở trên thánh giá, bị đóng đinh vì tội lỗi con người. Trên thập giá, Ngài vẫn nói với con người: Ta khát. Ngài không chỉ khát nước, nhưng khát với nỗi đau của con người. Khát tài lực, thuốc men, khát y cụ, khát chuyên viên y tế. Lạy Chúa, xin cho con thấy Chúa đang hấp hối vì tội chúng con. Xin giải thoát chúng con khỏi cơn khát bằng quyền năng của Ngài. Chương thứ 12, Đức Giêsu chết trên thánh giá. Thiên Chúa đã chết sau nỗ lực vác thánh giá lên đồi Canvê. Ngài trao thần khí cho Chúa Cha. Trong những tháng qua, hàng giờ nhiều bệnh nhân cố thở để sống. Vì virus, nhiều người trong số họ đã chết. Mong sao họ cũng chết trong bình an và trao linh hồn cho Thiên Chúa. Lạy Cha, con phó dâng những linh hồn nạn nhân của Covid-19 trong tay Cha. Xin Cha đoái thương, đón nhận họ vào nơi an nghỉ vĩnh hằng. Amen. Chương thứ 13, Đức Giêsu được hạ xác xuống. Họ hạ xác Chúa xuống. Nhiều hình ảnh tang thương chúng ta thấy nơi bệnh viện. Nhiều nơi thi hài người ta phải xếp hàng chờ đi lo hậu sự. Trước thi hài Đức Giêsu, Mẹ Maria cũng im lặng, sầu buồn và lo mai táng. Trong đại dịch này, nhiều người cũng chỉ biết im lặng trước sự ra đi của người thân. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa luôn an ủi người thân của những ai đã qua đời. Chương thứ 14, Đức Giêsu được chôn táng trong mộ. Ông Joseph lấy tấm vải gai sạch mà liệm và đặt vào ngôi mộ. Nhiều nơi nhà hỏa táng phải hoạt động ngày đêm. Mộ phần của bệnh nhân Covid-19 tăng lên mỗi ngày. Nơi chết chóc đau thương này, Chúa Giêsu vẫn ở đó. Thân xác Ngài được gửi về lòng đất. Nơi đó chính Ngài sẽ sống lại để cứu độ con người. Lạy Chúa Giêsu, chúng con phó thác người đã chết, những bệnh nhân, những người cách ly, những ai đang chống chọi với dịch bệnh, và mỗi người chúng con trong tay Chúa. Amen.